Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Và mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay mình có rủ Timmy nè và anh Mr. Dịch vào đây để quay video cùng với mình. Và như anh em đã thấy là rất là lâu rồi thì bộ ba bá đạo vẫn chưa quay cùng với nhau Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một cái video về bộ ba bá đạo nha anh em đó. Thì bộ bá đạo đã rất là lâu rồi. Và nó là cái gì vậy Dịch? Lụm được chứ hôm. Nhưng mà lụm thì lụm chứ đừng có chỉa người em vậy chứ. Ok, thì hôm nay bọn mình sẽ chơi một cái map là map Pokemon anh em ơi. Thì nhiệm vụ của những người trong map này là như thế nào? Là bọn mình sẽ đi giết những con Pokemon này. Nghe có vẻ hơi tội ha, nhưng thật ra là thu phục quá, người ta gọi là thu phục anh em. Sau đó bọn mình sẽ đưa đến cuối map và mỗi người sẽ chọn một con Pokemon và đấu với nhau. Đó, ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy đồ trong rương nha anh em. Đây, có đồ trong rương nè. Mình sẽ lấy đồ dài, đồ dép nè, sau đó lấy kiếm nè. Đó, và lấy thôi, cho mình cái súng. Nhiều quá, phải mang lụm về bán khỏi quay video rồi ơi. Trời ơi, rảnh gì anh, cái đồ này súng nè, đem đi Việt Nam mình mà bán súng là bị công an bắt đó nha. Nha 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 nha. Tôi nghe nói là bán thịt vịt lời hơn á Phong. Hay là mình làm thịt vịt đi. Giờ mình làm thịt heo đi lời hơn á. Đúng hết, con heo bự hơn anh ơi. Giết con heo, đi. Bắn cây chết luôn anh. Má, nãy Timmy nó chết trong này mà anh kiểu Pokemon màu hồng luôn hết hồn. Ây da da, Timmy bắn em đây. Ôi, đâu. Sao bắn mà em anh còn sầu máu vậy? Em đâu biết đâu. Bây giờ. Trời ơi, Timmy nó giết mình, giết anh Dịch luôn rồi, đậu không? Bây giờ cho chúng ta mà. Khoan, im lặng, từ từ tôi nói thể lại cuộc thi chứ. Bây giờ mỗi người sẽ chọn ra một con đường và trong những con đường này chúng ta sẽ đi. Cái gì Dịch, em chưa nói xong nữa mà. Ôi Dịch đang giết con gì vậy? Con sâu rồi. Ok, thì nhiệm vụ chúng ta là anh em thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ giết những con Pokemon này, thu phục bọn nó. Và sau đó đến cuối trận thì chúng ta sẽ mình với anh Dịch với Timmy sẽ cùng nhau đấu với nhau. Anh em hiểu không? Ở Timmy đi đường giữa đi. Tôi đi đường màu xanh cho. Ôi, bên đây có con gì nhìn giống con Dịch quá nè. Ủa không, con sâu hả? Lần đầu tiên mình thấy bắt Pokemon bằng cách mạnh chết rồi đó. Thì bây giờ này mình thu phục Pokemon chứ phải mình giết Pokemon đâu. Từ để em giết đó. Nhầm để em thu phục nó. Mình bắt được hai con rồi, các bạn bắt được mấy con rồi? Nè. Tôi có con bướm bướm là ba. Từ từ để em mở nhỏ tiếng game coi. Ồn quá. Ôi em thu phục được một quả trứng Pokemon này nè. Ok rồi, để em qua. Ôi con rùa. Con này là con rùa nè anh em. Được rồi, bây giờ mình sẽ thu phục nó luôn. Mày hả rùa? Rùa hả rùa. Mày. Nó mạnh quá vậy sao giết hoài không được? Tại bà yếu rồi. Pokemon này nó rất là khỏe nha. Ê, mình có đủ tiếng là mình có mình, cái Pokemon này là ta có bị mất bóng luôn không vậy? Hay đâu? Không, anh còn được anh. Ui, con này hình như là con gì ta, con này như là cái con mà trên cái lưng của nó có một cái nụ hoa anh em, vài bữa nó sẽ nở cái nụ hoa này ra nè. Wow, ngầu lắm á nha. Để mình thu phục nó luôn. Mày hả? Pokemon nè. Ok. Ấy da. Rồi xong mình bị độc mình chết luôn anh em ơi. Con ma búp bê khỏe ơi. Ủa, có con ma búp bê luôn hả? Mọi người có gặp con ma búp bê không vậy? Đâu đem qua em coi thử. Ok. Ui, có con ma búp bê nè. Ok, con ma búp bê này mình giết bằng tay hay là mình đặt Pokemon cho nó đánh ta? Rồi đem đặt Pokemon cho đánh nè. Ấy, Pokemon xuất hiện đi. Pokemon sâu, tấn công đi. Ủa sao con sâu em không tấn công vậy? Tấn công đi. Em cũng con sâu luôn, anh cũng con sâu nè. Hey, Pokemon rùa, tấn công đi. Pokemon rùa, tấn công nó đi. Đúng rồi, tấn công đi. Đúng rồi con. Ủa sao con ma búp bê quýnh em hoài vậy? Rùa ơi, đánh nó đi, từ để em tí. Rùa ơi, tấn công ma búp bê đi, tấn công đi, đúng rồi, hay quá rùa ơi, tấn công nó đi. Ôi, Phong còn nguyên con đen xì xen thủ lùi đằng sau lưng nè. Ôi, con này con gì vậy? Ôi, em còn phải giết thêm con này nữa hả? Nhiều vậy? Ok, tấn công nó đi. Ủa sao con ma búp bê này nó mạnh quá ta? Pokemon em quýnh tay giờ không chết nó luôn nè. Lấy súng bắn nó. Mày hả? Ok rồi, chết rồi. Con này rồi, có hết tất cả 500 anh em nè, quánh chết con đen coi. Con đen này là mình phải quýnh bằng Pokemon luôn hả? Đúng rồi, mình phải gọi Pokemon nào quánh ké mới okay. Được á. Chịu hồi Pokemon. Đây, con màu xanh. Ok rồi. Pokemon sẵn sàng chưa? Tấn công! Giết mày nè. Ui, có con này nhìn ghê quá. Ây da. Pokemon của thằng Phong nó bỏ chủ ấy. Ây da, Pokemon không giúp em. Pokemon! Ai dụ đi. Nó chạy luôn anh ơi, Pokemon em nó chạy luôn, không thèm đánh phụ em luôn. Đấy nó chạy luôn, trời giận đậu xanh rồi. Ơi từ từ để em chịu hồi con này nữa coi. Pokemon nè. Ơi. Pokemon team một đàn gà đi. Rồi để em tí. Pokemon nè. Ok rồi, thể tấn công con này cho ta. Tấn công đi Pokemon. Đúng rồi, tấn công nó đi. Ghê quá. Tấn công đi Pokemon, tấn công nó. Ôi rồi chết rồi. Mấy con Pokemon ngoài này là mấy con nào vậy? Ok xong rồi. Yeah. Ê, tính ra chưa gì hết, mấy người chịu hồi đó một nồi luôn chứ vậy? Timmy chịu hồi á? Ông Dịch chịu hồi ra trước chứ bộ. Ok rồi, xong chết que hết luôn rồi.
Trời ơi. Trời ơi, làm ơn đừng chịu hồi nữa. Chúng ta phải chịu hồi từng con cho nó đánh nhau. Chứ chịu hồi một nùi ra rồi ai biết ai đánh nó với ai. Trời ơi trời. Ok ok, vậy giờ giết nó đi. Giờ sao giết? Biết con nào giết rồi. Giờ là mấy ông giết con của tôi giết con của mấy ông. Giết thế méo là được. Ôi được hả? Mày con này như là mấy con có sẵn ở trong cái bản đồ để đánh hay sao á? Ê, tại sao team anh Dịch lại là có một con gà vậy? Ờ, con gà. Anh con nào đó hết luôn á. Nó là con hả? Tôi. Ok, xong để em đi ra. Chưa, nó còn sống quá trời nè. Timmy nó đặt ra một nùi luôn. Giết đi vậy? Giết đi, gì giết mấy con của em đây. Nó không đánh mình thì thôi, giết gì vậy? Giết nó đi, đặt cho sạch sẽ cái sân. Sạch sẽ cái sân còn thi đấu anh ơi. Trời là trời, Timmy đồ này nó làm nó gây họa quá. Nó đặt ra một nùi luôn. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, nó đánh ông Dịch kìa. Rồi xong. Rồi xong, ông Dịch biết hành tí hơn luôn. Trời, Pokemon đánh ông Dịch kìa. Trời ơi, rồi đem em đánh phụ anh đã cho. Anh nói là không phải con, anh không chịu hồi là con nào hết mà. Biết rồi, nhưng ý em nói á. Ý em nói là cái con đánh anh á. Thâm chơi. Con sâu không phải của em, con sâu đâu phải của em đâu. Còn mấy con sâu á. Mấy con sâu chút xíu rồi, nhìn thương thiệt chứ. Ok, được rồi. Xong rồi. Ok, bây giờ hai người sẽ thi đấu trước đi. Anh Dịch với lại Timmy thi đấu trước đi. Chọn một con Pokemon, một con thôi nha. Sau đó đặt ra và đấu với nhau đi. Hai người đấu trước đi, okay. Em đấu sau. Thì được một con nữa hả? Đúng rồi, em là chủ phòng, em là người sẽ đánh với người vô địch, hiểu không? Một con đây. Trước đi, đặt một con trước, yeah. Timmy đặt ở đây. Ok. Đánh nó. Tính ra chưa đánh mà Timmy chết luôn. Tao chưa đánh nó chết, chết qua rồi. Ném đi. Đúng rồi, đúng rồi, ném nhau đi. Ném nhau đi. Không, dịch phải núp đằng sau con đó luôn, hiểu không? Đằng sau con đó luôn cho nó chém. Ok. Rồi, núp sau này luôn à. Pokemon của Dịch với con Pokemon của Timmy đang tấn công nhau. Liệu là con gà và con Dịch con nào sẽ chết đây? Ô, làm nhầm, con gà và con mặt trời. Ok, con của Timmy đã chết rồi. Con của Mr. Dịch đã chiến thắng. Xin chúc mừng anh mặt trời đã chiến thắng. Ok, rồi. À, Timmy có muốn đấu tiếp không? Timmy có muốn đấu tiếp không? Đấu tiếp thì đặt thêm một con ở đây. Trời, đấu với Phong nè. Thôi đấu cho thắng con mặt trời đi. Nếu Timmy thắng được thua luôn á thì coi như là anh Dịch sẽ đấu với tôi. Thôi bây giờ phong đầu bay đi. Ok, chơi luôn. Rồi nào, em chưa Pokemon, em chưa Pokemon nào. Lên. Em sẽ chọn con Pokemon này. Ơi, Pokemon hùng mạnh nhất hành tinh. Yeah. Ghê không? Yeah. Được coi. Đánh nè. Pokemon tấn công. Pokemon ơi, nó đánh anh kìa. Pokemon ơi, đánh anh kìa. Tấn công nó đi Pokemon. Ôi tính ra anh Dịch chơi lần hai con vậy. Chết. Trời mà hai con nó ném luôn. Đánh một con thôi chứ, Pokemon của em là hệ cây mà, làm sao mà đánh lại hai con hệ lửa. Rồi xong, ta chết luôn rồi. Em gọi ba con đánh hai con của anh luôn. Ok, được. Không, em gọi ra hai con thôi. Hai con nè, một con rùa và một con sâu. Rồi Timmy gọi em luôn. Ok. Ổng chấp mình luôn. Tấn công. 2v3, 4 à. Ây da. Ok, từ từ. Đánh nó con. Ok rồi, Pokemon tấn công nhau đi. Ồ, mấy con Pokemon đang tấn công nhau nè anh em. Tấn công nó đi Pokemon. Thế con Pokemon của em nó vô dụng quá vậy. Em phải đánh mấy con mặt trời là mới tấn công được, đúng rồi. Ok rồi, tấn công mặt trời đi. Ok. Ok, con sâu của em với lại con mặt trời. Con sâu của em với lại con rùa của em nó đang tấn công con mặt trời của anh nè. Con mặt trời của anh chỉ biết đứng nhìn thôi. Ok, chết một con rồi. Để coi con nào sẽ là con sống sót cuối cùng. Đánh đi con ơi, chơi sao để nó cắn bay đấy. Bắn nước đại dương. Bắn nước đại dương. Ok. Ok. Ủa sao con? Rồi tấn công con gà đi, tấn công con gà đi rùa ơi. Cứu tôi. Cứu tôi. Ê, Pikachu ơi. Dịch ơi. Dịch coi con sâu với con gà tấn công nhau kìa Dịch. Con sâu con gà đánh nhau kìa. Má gà sâu gà cắn nhau lại thì cả sới luôn kìa. Pikachu đánh nó đi con ơi. Má. Ê, con Pikachu con Dịch này ống nhớ ống nhách. Má Pikachu này. Nó chưa lớn, trời đất ơi. Để tôi chết quá. Trời ơi, cứu tôi con. Ok anh em ơi, thôi thua rồi, trận đấu này coi như xong rồi. Ai là người chiến thắng ạ? Ok, Timmy chiến thắng. Biết sao Timmy thắng không? Nó giết người hoài. Ok anh em ơi, đây là trận đấu Pikachu lạng nhất từ trước đến nay. Cảm ơn em sẽ xem video này nha. Nếu mà em thích video đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và kèm theo các thành viên trong Team Hero nha. Bye bye, hẹn lại anh em những video sau. Tạm biệt, yêu anh em vậy rồi. Bye bye. Mình mệt với cái trận đấu này quá.